alo vâng uh, em xin chào quý chị nhà đầu tư thì em là lê thanh tùng tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. hôm nay thì em sẽ đưa ra cái nhận định phiên ngày 9 tháng 2, tức là phiên giao dịch cuối cùng của năm uh, canh tý. Uh, thì thực ra thì như phiên hôm qua sau khi mà em uh, có làm video ấy, thì em cũng có thông tin với anh chị là uh, nhiều khả năng thì hôm nay em sẽ không ra video. Đấy nhưng mà thì sau khi mà uh, cùng cùng gia đình thì ngồi vào bánh trưng và cũng uh, theo dõi cái thị trường chứng khoán thì hôm nay thấy thị trường tăng điểm với cái mức tăng tích cực quá nên là em không thể là trần trừ hơn thì em sau khi mà xong những công việc gia đình thì em bắt tay vào luôn để mà làm video cho nóng và để có một cái tạo ra một cái tâm lý đón Tết cho anh chị thật là vui tươi hân hoan và mình sẽ có những cái hy vọng tốt hơn cho những cái sự khởi đầu vào năm Tân Sửu thì sau khi kết phiên dịch này thì thị trường thị trường đóng cửa ở 1114 điểm tăng 31,75 điểm tương với mức tăng là 2,93% với khối lượng giao dịch là hơn 500 triệu cổ phiếu và với giá trị giao dịch là hơn 12.000 tỷ 12.600 hơn 600 tỷ thì đối với phim nay nó có sự tích cực như thế mà trước đó ngày hôm qua tức là ngày 8 tháng 2 với một cái sự giảm điểm biên giá giảm điểm rất là cao đến hơn 43 điểm với cây von lớn so với điểm này thì rất nhiều những anh chị đã có những cái tâm lý hoảng loạn và những cái uh, tâm lý mà nó sẽ tiêu cực thì uh, kết phiên hôm qua thì em đã có làm video là nhận định cái phiên phiên này nó là gì thì em đã đưa ra một cái kịch bản đó là cái phiên này thì thực chất nó không phải là cái áp lực bán uh, thông thường của thị trường uh, khiến cho thị trường có thể giảm tiếp họ giảm tiếp xuống về những cái vùng này. Thì em không đánh giá là không đánh giá cao, tức là cũng có đưa ra những cái xác suất nhưng mà em không đánh giá cao. Và em chỉ coi đây là một cái xác suất nhỏ thôi. Thì phiên hôm qua em đã đánh giá là gì? Cái phiên giảm điểm hôm qua đó là phiên mà nhà tạo lập hay là những cái tay lớn họ gom hàng. Họ đạp xuống để họ họ gom hàng lý do bởi sao? Bởi vì như hôm qua em đã phân tích đó là sau khi mà thị trường phim qua mà có bị rơi về cái vùng uh, vùng này vùng 1715, 1075 thì đã có ngay một cái dòng tiền lớn uh, bất thường và đã bắt bắt đáy thị trường ở cái vùng này và sau đó thì thị trường đã được kéo lên. Thì cái việc mà thị trường rơi rơi mạnh xuống đang từ vùng 1100 điểm mà xuống 1075 thì rõ ràng là gì? Là đây là cũng có cái sự liên quan đến đến lỗi sàn và ngay sau đó có thể là bật tăng lại luôn chỉ trong có độ 1 2 phút thôi thì đã bật tăng từ 1075 mà lên đến vùng 1088. Thì như ông Cam đã nói là gì? À, em cũng có những cái góc độ nhìn nhận đưa ra là gì? có thể hoàn toàn có thể là đây là có sự tác động từ yếu tố chủ quan tức là yếu tố của con người và cũng có thể đây là cái sự gọi là sự thao túng thị trường và đó là cái sự mà đạp xuống để mà gom hàng của những nhà đầu tư tổ chức hay là à, em xin lỗi không phải nhà tư tổ chức mà là của những tay lớn hoặc là những nhà, những nhà tạo lập thì cái này thì thực hư thế nào thì em cũng không dám là kết luận nhưng mà rất nhiều những anh chị cũng đang có những suy nghĩ, suy nghĩ như vậy và thị trường qua thì khi mà thị trường kéo lên ạ khi thị trường đến bắt đầu từ một một giờ 51 phút bắt đầu kéo lên thì bắt đầu là có cái hiện tượng là lỗi lệnh không vào được mà rõ ràng gì hôm qua thị trường cũng chỉ giao dịch ở cái mức đến kết phiên cũng chỉ được, giao dịch ở mức là khoảng tầm 16.000 tỷ thì rõ ràng là ở những cái nhịp trước thậm chí thị trường có thể lên được tầm 17 bảy tám tỷ thì lúc đó mới gọi là xảy ra hiện tượng nghẽn lệnh rộng diện rộng thì bây giờ là từ cái khoảng khoảng cái thời gian từ 13 ba giờ năm đã bắt đầu xảy ra rồi thì em em đánh giá là gì cái phiên hôm qua nó mang tính chất là là đạp để gom hàng tiếp của nhà đầu tư tổ chức lý do bởi sao bởi vì như chúng ta đã biết ấy, thì cái dòng tiền lớn họ đánh nó sẽ khác hoàn toàn so với cái dòng tiền nhỏ nhỏ lẻ thì như uh, trước đó ấy, là uh, từ cái phiên ngày 19 và ngày 20 ấy khi mà thị trường bắt đầu rơi xuống ở uh, vùng 1100 thì đã có ngay một dòng tiền bất thường bắt đáy ở cái vùng này. Thì em đã có phân tích từ trước, uh, nhận định từ trước. Và tiếp tục khi mà thị trường đạt tiếp uh, về cái vùng vùng 1024 và vùng uh, 1000, 1000 thì thị trường tiếp tục có những dòng tiền lớn tham gia vào thị trường. Đó. thì rõ ràng là gì là đối với cái dòng tiền lớn thì họ sẽ không thể họ uh, họ sẽ không có cái có có kiểu là đánh đến T3 hoặc là khi đạt được lợi nhuận 50 trăm họ chốt đầu. sẽ không bao giờ chuyện đó. Riêng đối với những tay lớn thì ít cũng phải tầm phần 30% thì lúc đấy thì họ mới chốt. Đó, thì rõ ràng là gì? Khi thị trường mà kéo lên uh, thị, uh, những cái nhà đầu tư mà bắt đáy từ cái vùng 1100 khi thị trường kéo lên đến vùng 1 125. Thì rõ ràng là gì? Cái sự chốt lời này, cái sự uh, uh, áp lực bán từ ngày hôm qua nó không phải đến từ những nhà đầu tư tổ chức hay là nhà đầu tư lớn mà em đánh giá đó là cái sự rũ hàng rũ hàng và những nhà đầu tư lớn rồi những dòng tiền lớn hay là nhà tạo lập thì họ gom hàng tiếp tục từ phiên ngày hôm qua rồi tại sao mà tại sao mà ở trong cái bối cảnh này mà thị trường lại có thể đạp xuống thì em đang có một cái đánh giá là gì đó là với bất kỳ một tổ chức hay là một nhà đầu tư nào khi tham gia đều mong muốn tham gia với một mức lợi nhuận cao nhưng nó không phải đi kèm với cái mức rủi ro cao mà rủi ro lại là thấp thì sao thị trường khi đã tăng nóng cả một cái nhịp dài từ tháng 10 cho đến tháng 1 năm nay từ tháng 10 năm 2020 và đến nay là 20 uh, tháng 1 2021 thì rõ ràng là gì là thị trường đã tăng quá nóng rồi và để tiếp tục thị trường có thể đi lên thứ nhất là trong trong cái trong cái sự tăng nóng bối cảnh tăng nóng đó thì có nhiều cổ phiếu là đang là giá cổ phiếu là vượt giá trị và thêm với đó là gì là thị trường muốn tăng tiếp một cách bền vững và tăng tăng mạnh với mức lợi nhuận cao cho những nhà đầu tư lớn thì họ phải có những cái có những cái hành động là gì có thể là sẽ đưa thị trường về những cái điểm cân bằng về những cái điểm cân bằng và với những cái giá trị thực hoặc thậm chí là có thể là thấp hơn cái giá giá trị cổ phiếu thì đó họ sẽ gom hàng họ sẽ có một gom hàng đều với mức giá rất là rẻ đây phiên đạp đầu tiên này khi mà kéo lên thì rõ ràng là khi kéo lên xong thì họ chưa gom đủ hàng khi những cái nhà đầu tư lớn những dòng tiền lớn uh, tạo lập mà họ chưa gom đủ hàng thì sẽ không thể nào mà họ cho thị trường đi lên luôn được mà họ sẽ có những tiếp có những phiên tiếp tục đạp thứ nhất là đạp là để gom hàng thứ hai là đo để mà đo xem là cái dòng tiền nhỏ lẻ ở trong thị trường có còn nhiều hay không và khi mà dòng tiền nhỏ lẻ là không không còn nhiều họ gom đủ hàng rồi thì lúc đó lúc đó thì họ mới có thể đánh lên được và thực ra thì cái dòng tiền đánh lên là gì nó dòng tiền đánh lên chính là cái dòng tiền đu dòng tiền dòng tiền của những nhà đầu tư nhỏ lẻ đó thì em đánh giá là gì một hai tuần này chưa đủ để mà những cái dòng tiền lớn ở đây họ bắt được đấy và họ đã đã xả luôn đâu không có chuyện đó đâu và thứ nhất cây này xả cũng không thể nào xả hết được đó thì thị trường thì vẫn đang kỳ vọng về cái vùng 1200 và rõ ràng là gì là đối với phiên hôm qua đối phiên hôm qua là một phiên đạp rất là mạnh thì cái tâm lý của nhà đầu tư đang rất là hoang mang lo sợ là thị trường sẽ về vùng 900 thì như em đánh giá đó là không. Hiện tại là nếu mà thị trường có về vùng 900 ít nhất nó phải có lý do. Mà cái lý do lý do để thị trường có thể về vùng 900 bị bị đạp trước tiên là bị đạp đã. Thì thì cái lý do đó nó đã được thể hiện ở vùng này rồi. Thứ nhất đó là gì? Đó là thị trường tăng quá nóng và sau đó gặp áp lực chốt lời và bị đạp xuống thì đó là một lý do rồi. Thị trường tiếp tục bị đạp xuống. Có thể đó vẫn là lý do đó và để tìm được vùng cân bằng mới và những cái thông tin liên quan đến uh, dịch bệnh covid và đối phiên hôm qua tiếp tục một phiên đạp mạnh như vậy với khối lượng lớn mà đến nay thị trường không giảm tiếp Đó, thì rõ ràng là em đánh giá là gì em đánh giá là tin hôm nay mà rõ ràng là uh, sau khi kết phiên giao dịch hôm qua uh, chính phủ cũng đang đánh giá về cái tình hình dịch bệnh của thành phố hồ chí minh và hà nội là đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn và nhà nước thì cho phép chính phủ cho phép là hai thành phố lớn là có thể là được phép thực hiện những cái sự giãn cách xã hội để mà đảm bảo việc phòng chống dịch với cái tin xấu ra như vậy phức tạp hơn như vậy mà thị trường hôm nay có thể bật tăng trở lại như này thì em đánh giá là gì đó chính là những cái phiên mà phiên phiên rũ uh, bỏ và gom hàng của những uh, nhà đầu tư lớn nhà đầu, uh, những cái dòng tiền lớn của nhà tạo lập thì Uh, liệu là thị trường uh, có thể đi lên được không thì em đánh giá là vẫn có thể đi lên được tức là sẽ hồi, sự hồi phục bởi sao? Bởi vì rõ ràng là gì? Các tin xấu đã ra rồi mà trong bối cảnh uh, các chuyên gia và những cái tổ chức uh, có uy tín thì đánh giá và đang kỳ vọng Việt Nam sẽ có những cái bước bước hồi phục rất là uh, tốt ở trong năm 2021 đến khoảng tầm trăm cơ. Khoảng tầm 6,7% thì cũng không có lý do gì mà thị trường lại thị trường chứng khoán lại đi ngược lại so với cái sự phục hồi của kinh tế đó thì em đang đánh giá là và có những cái gọi là kỳ vọng khi mà sang năm mới thì thị trường chứng khoán của Việt Nam sẽ còn đi xa nữa đó. khi mà khi mà bắt đầu vào đầu xuân tới thì uh, sẽ có rất nhiều những nhà nhà đầu tư sẽ quay trở lại thị trường và uh, đầu tư để mà kỳ vọng uh, cho một cái năm tới và là thành công thì uh, Uh, hiện tại thì chúng ta cũng nên xem xét một cái yếu tố đó là yếu tố cản yếu tố cản về yếu tố hỗ trợ của thị trường thì uh, mặc dù ở cái thời điểm này và thời điểm trước đó này thì em cũng đã có những cái đánh giá gì cái yếu tố cản hay là những yếu tố về hỗ trợ hiện tại của thị trường nó chỉ mang tính chất tương đối lý do bởi sao bởi vì rõ ràng là gì trước đó thì em đã đánh giá là gì cái vùng này vùng uh, quanh vùng một uh, 1980 hay là vùng055 uh, đến vùng 1 uh, 1066 thì trước đó ấy, thì là ở ở những cái vùng này, này thì em đang đánh giá là những cái vùng hỗ trợ tốt của thị trường thế nhưng mà gì khi mở cửa thị trường và thị trường đã mở cửa với một cái biên tạo gáp nó lớn như thế này nó đi xuống hẳn kéo xuống hẳn so với những cái vùng hỗ trợ thì những những hỗ trợ này nó không còn ý nghĩa nữa và quay trở lại ngược lại khi mà thị trường kéo lên thì đó lại trở thành những cái vùng cản của thị trường thế nhưng mà chúng ta vẫn có những cái phải có những đánh giá về những yếu tố cản hay là uh, cái vùng hỗ trợ của thị trường để khi chỉ số giả sử như là uh, với một phiên mở cửa một cách bình thường tức là có thể là sẽ tương đương với mức tham chiếu hoặc là có thể tăng giảm cho nó không quá lớn thì khi mà có những cái áp lực bán lớn thì thị trường sẽ có những cái lực đỡ mà chúng ta có thể tin tưởng ở cái vùng hỗ trợ thì cái vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường thì em đang đánh giá là gì nó chính là cái vùng vùng 1075 thì đây chính là cái vùng mà hỗ trợ có thể tương tưởng là của thị trường trong trường hợp mà thị trường bị 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 đạp xuống bởi sao bởi vì là uh, thứ nhất là em đã đánh giá từ trước cái vùng này nó là nó là cái vùng hỗ trợ của thị trường tốt này và như phiên hôm qua và phiên nay cũng là những cái phiên minh chứng cho điều đó khi thị trường xuống vùng 1015 thì ngay lập tức là có một cái dòng tiền bắt đáy như như phiên hôm qua thì sẽ giúp cho là thị trường sẽ không bị đạp sâu xuống hơn nữa. Và tiếp theo thì đối với cái vùng cản ấy thì như em đã phân tích từ cái đợt trước rồi thì cái vùng cản tiếp theo của thị trường thì bắt đầu từ vùng 1 125 cho đến vùng 1136. Thì đó khi mà thị trường break khỏi cái vùng uh, 1136 thì thị trường sẽ có xu hướng là gì? Xu hướng là sẽ đi lên tiếp theo của cái vùng là gì? Vùng uh, vùng 1062 cho đến vùng 1075 thì đó đó là những cái vùng mà mà kháng cự và hỗ trợ của thị trường thì sau khi mà thị trường trong cái bối cảnh mà thị trường có thể hồi phục được ấy, thì để hồi phục một cách an toàn thì em đang uh, đang đánh giá là gì khi nào thị trường có thể uh, hồi phục cách an toàn khi mà cái biên giá biên giá dao động trong phiên ấy, nó nhỏ lại thứ nhất là cái von thấp đi này cái con xuống giảm dần này thứ hai đó là cái biên độ dao động giá nó sẽ thấp đi nó tích lũy lại và nó sẽ hẹp dần hẹp dần thì lúc đó là lúc mà chúng ta có thể tin tưởng được rõ ràng như là trước em đã có phân tích khi thị trường hồi phục đang bị đạp sâu hồi phục muốn muốn thị trường hồi phục một cách bền vững và hạn chế cái việc là gì hồi lên xong bị đạp mạnh xuống thì thị trường cần phải có sự hồi phục tích lũy lại để làm mới lại dòng tiền đó thì với cái bối cảnh mà ví dụ như là ra ra riêng ấy mà bắt đầu uh, giao dịch mà có những cái sự sai quay xanh đỏ đan xen đây thì đó cũng là những tín tí hiệu tốt chứ không đến tầm này thì nó không phải là những phiên phân phối nữa rồi mà đó là gọi là những phiên tích lũy tích lũy để mà đi lên để có thể vượt được thứ nhất là vượt cái vùng 1136 sau đó là từng cái cản này cản 1175 và tiếp theo đó là cái vùng 1.000 1.200 điểm thì chúng ta có thể kỳ vọng là chỉ số có thể đi xa được hơn nữa và đối với hôm nay thì là em chỉ mang tính chất là gì là muốn nhận định thị trường để anh chị có thể là có cái tâm lý là thoải mái hơn và đón xuân một cách rộn ràng hồ hởi và hân hoan hơn còn đối với cái phiên giao dịch những cái phiên giao dịch dịch của đầu năm tân sửu diễn ra như thế nào thì rõ ràng chúng ta cần phải quan sát thêm những cái thông tin về những cái tình hình của Việt Nam và thế giới bởi vì từ giờ cho đến cái ngày mà giao dịch lại thì sẽ có rất là nhiều những những tin những cái biến động xảy ra chúng ta không thể nào mà lường trước được thì như 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 phiên hôm nay thì em cũng không có khuyến nghị là anh chị mua vào bởi vì đó sẽ là những cái sự rủi ro còn đâu như phiên hôm qua mặc dù là thị trường có đạt mạnh nhưng mà ở trong group VIP phím hàng bên em thì em không cho bán bất kỳ một cổ phiếu nào cả thì như hôm nay thì cũng đã có sự hồi phục tương đối tốt đó và uh, để mà sang sang năm mới thì em chắc chắn là em sẽ uh, có sẽ ra một uh, ra một cái video về nhận định thị trường trước đó uh, trước ngày giao dịch một hôm để mà có thể tổng hợp lại những cái thông tin và đưa ra những cái uh, cái nhận định và những cái định hướng hay đưa ra những chiến lược là chúng ta sẽ giao dịch như thế nào trong phiên mở cửa và những cái phiên phiên tiếp theo thì là uh, anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của em ấy thì là em xin mời anh chị là đăng ký kênh vừa ủng hộ vừa để có thể theo dõi được những nhận định và những cái video mà chất lượng hơn để có động lực để em có thể là ra thêm những video khác uh, chất lượng và phục vụ được anh chị tốt hơn. Thì nhân đây thì cũng là phiên uh, cuối năm thì em cũng xin gửi lời chúc tới uh, toàn thể các anh chị và gia đình uh, một năm mới uh, sức khỏe, an khang, thịnh vượng và một năm 2021 đầu tư thật là thành công uh, đem lại nhiều lợi nhuận uh, giúp uh, tài khoản của chị anh chị có thể tăng lên được nhiều lần và em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị đã đồng hành và ủng hộ em trong thời gian qua rất mong là chúng ta sẽ có thể đồng hành và đi với nhau được được dài hơn nữa và em có thể là mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng vâng, em xin phép kính chào quý anh chị ạ.